Hôm nay mình quay cho anh chị em xem chơi cặp loa nhỏ này ha. Đó, cặp loa đó thì loa đó thì ở bên trong đó, ha, thì loa của Đan Mạch làm ha. Cái loa đó thì của Đan Mạch. Thiết kế thì của Mỹ, hợp tác với Đan Mạch ha. Thì những cái dòng loa này đó thì nó cũng giống như là cái dòng loa B&W ha. Loại đó thì nhỏ nhỏ rồi thôi, nhưng mà cái dòng đó thì nó cũng rất là đắt tiền. Có nhiều cặp lên tới mấy chục nghìn đô, cả hàng trăm nghìn đô ha. Đó, rất là đắt tiền. Tuy nhiên những cái dòng loa đó thì mình đã từng đi đánh cặp loa mà hôm qua hôm kia mình quay cho anh chị em xem đó, loa mà không có một thời bị bỏ quên đó. Cặp loa đó nó hay gấp 3 lần của cái cặp loa 45.000 đô của người bạn mình mua cái hiệu B&W ha, loa của Đan Mạch đó. Đó thì dòng này cặp này nó cũng cái hiệu đó ha, nó cái hiệu khác nhưng mà nó cũng là ở trong tháo cái loa đó ra đó thì của Đan Mạch hợp tác với lại Mỹ sản xuất thì tí nữa mình sẽ tháo cho anh chị em xem chơi. Còn hai cái chân đó là hai cái chân của loa Bose ha, loa Bose. Tại vì nó nhỏ gì mình sẵn cái chân này mình nhiều đó. Đó 6-7 cặp như vậy cho nên là mình hàng cái giá đỡ, cái là mình vặn ốc lên ở phía trên của cái loa đó. Thì cái loa đó nó cũng có cái con ốc ở bên dưới ha, nó có cái răng ốc bên dưới thì để cho mình vặn lên thôi, nhưng mà cái chân nó là chân khác. Đó thì mình chân này nhiều cho nên mình lấy chân này mình chế luôn. Đó, xài luôn thì cái này nó có hai cái một loa trung ha, một loa trung và một loa chép thôi chứ không có bass. Cho nên khi mà mình nghe nhạc mà nghe mấy cái nhạc thường thường mấy cái nhạc ấy đó, cái nhạc cái dạng giống như là tiếng guitar đồ này kia hoặc là tiếng piano đồ nó réo rắt rồi ha, nó giống như là nó là cốt yếu ở trong cái một cái bài hòa âm đó thì nghe nó hay. Tuy nhiên nghe nhạc bolero hay là mấy cái nhạc cha 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 xì lô rồi này kia kiểu nhạc Việt Nam đó thì cũng hay thôi chứ, nhưng mà cũng không hay lắm ha, đại khái nghe được chứ cũng không hay lắm. Tại vì cái loa nó nhỏ thì không bao giờ nó thoát ra được hết. Thường mà nghe nhạc đó thì ít nhất cũng phải là size 12 13 inch ha. Nó cái size lớn đó, size lớn 12 13 inch cỡ găng tay trở lên thì nó mới lột tả được hết những cái chi tiết bên trong đó. Thậm chí nếu mà như mình mà mình kén đó, mà chơi đúng đó là phải loa 15 inch trở lên ha, 15 inch, 17 inch hoặc là 18 inch. Tức là loa 35 40 đó. Đó nó như vậy nó mới diễn tả được hết từng cái chi tiết ở bên trong đó, những cái tầng âm trung đó. Những cái loa nhỏ đó thì nó không có diễn đạt được hết, hoặc là từng âm trầm như là bass rồi đó thì nó không diễn tả được hết cho nên nó thiếu bass. Thì tí nữa mình chia sẻ với lại anh chị em luôn cái kiểu chơi bass của mình ha. Gắn cái bass vô thêm để cho nó đầy đặn hơn. Đó. Thì loa này ký hiệu của nó chỉ có cái hình tam giác vậy ha. Đó, hình tam giác đối với nghịch gì nè. Đó, hình ở ngoài và hình trong. Ở trên này thì nó có một cái loa chép, loa nhỏ. Nó gắn trên này để cho mình xoay khoảng chừng 35 độ thôi. Đó, xoay như vậy ha. Xoay qua cái hướng mình ngồi mình nghe để nó gom vô trong lỗ tai mình. Đó. Nếu mà mình để dạng âm thanh và mình ngồi ở giữa ha. Giữa cái trung tâm ở đây mình nghe. Đó, ví dụ gì thì xoay vô. Đó, hoặc là chát chúa quá gì đó thì mình xoay ra. Đó, nó chỉ có xoay khoảng 35 độ thôi ha. Cái loa chép ở bên trên. Đó, em mình quay xa cho anh chị em xem. Đây. Cái hiệu nó là hiệu Triad ha, Triad Speaker System. Đó, thì nó là để Make in USA nhưng mà nó là đúng là nó là B&W đó ha. Đó, của hãng B&W. Tức là cái loa bên trong của Đan Mạch nhưng mà thiết kế đồ này kia cái vỏ cái đồ đó thì của Mỹ với lại Đan Mạch hợp tác ha. Thì những cái dòng loa này ở ngoài thị trường nó bán cũng rất là đắt tiền. B&W thì đã từng nổi tiếng anh chị em biết rồi ha. Tuy nhiên nghe cái dòng nhạc Việt Nam rất là dở. Nhiều người lầm á, nhiều người dư thừa tiền đó. Mua 35 40 nghìn đô luôn mà không bằng cặp loa của mình mua 20 đô. Mình tới mình đánh cho một phát mấy người đó xanh mặt luôn. Đó, mấy người xanh mặt không biết làm sao luôn. Dù họ bỏ tiền ra rất là nhiều. Họ rất là tức luôn ha. Nghe dòng nào cũng được hết. Tuy nhiên cái dòng này đó, B&W thì mấy cái nhạc ấy thôi, mấy cái nhạc
thính phòng đồ nhẹ 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 nhẹ, tiếng đàn piano hoặc là guitar rồi đó, rải rải nhẹ nhẹ rồi thì thôi, chứ còn mà hòa âm theo kiểu nhạc Việt Nam nghe không có lọt lỗ tai. Mình đã thường đụng nhiều nhiều người rồi, để mình ấy ra ha, mình tháo này ra, tay mình cầm này trơn quá không có tháo được. Lấy cái vít dẹp ha, cái vít dẹp nhỏ thì mình chỉ có để ngay cái thành cái này nhẹ nhẹ vô mình khều ra thôi ha, rồi thôi chứ không có cái chốt, không có cái mấu gì hết đó, nó làm cái miếng như gì thôi, nó in vô trong thôi. Mình tháo cái loa ra trên chị em xem ha, tháo bốn con ốc vít ra ha, bốn con ốc vít ra, lấy cái loa ra cho anh chị em xem. Này là cái dòng đời mới cho nên là nó làm bằng bằng cao su hết ha. Đó, từ cái viền màng loa cho tới cái màng loa luôn nó vẫn là làm bằng cái bằng cao su theo cái đời mới ha. Đó. Đây. Để nó ha. Đó, Vifa made in Denmark ha, Denmark. Ha, Denmark, tức là Denmark, tức là lớp như gì? Coi bộ phân tầng của nó nè. Đó, phân tầng của nó làm hai cái dây dưới màu vàng với lại màu cam màu nâu là lên trên ha, cho cái loa chép. Đó, phần tầng nó chỉ đơn giản gì thôi. Ok. Đây 4 ôm ha. 4 ôm. Đít 500 của nó nè. Chỉ có đơn giản gì thôi ha. Đó. Rồi mình sẽ mở một bài cho anh chị em nghe sơ sơ thử ha. Đây bass cũng vậy ha. Bass mình cũng để mức trung bình, chép cũng trung bình. Đó, ở 10 giờ volume ha. Đó, 10 giờ play. Nghe thì cũng hay nhưng mà thiếu bát ha, không có bát. Thử xíu về cái bài số 8 ha. Trung chép á thì cũng nghe cũng có đầy ha, cũng đầy đặn tí xíu. Nhưng mà bass thì không có ha. We'll be right back.
Rồi thì đại khái gì đi, mình thiếu bát ha. Khúc này có bát, nhưng mà tuy nhiên cái tiếng bát đập nó ra rất là thiếu ha. Nghe bạch 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 ha. Ok, tí nữa nó sẽ khác. Rồi. Nó ngừng chỗ đó. Bây giờ mình để chia sẻ cái cách ha. Cách mấy cái bát ở đây thì mình sẽ dùng một số cái loa Bose ha. Mấy cái thùng bát á, Bose. Đó thì mình sẽ lấy ra mình đánh. Ở đây mình nói sơ sơ luôn. Đó, Bose, nếu mà anh chị em mà xài mấy cái thùng loa này đó, trường hợp mà nó có cái rắc cắm như vậy nè. Đó, rắc cắm như vậy á thì mình chỉ cho nó input thôi ha, cho nó input vô từ cái âm ly mình đánh ra đó. Ví dụ là channel B đi. Channel A thì mình đánh để cho cái tiếng nhạc rồi ha. Channel B mình đánh cho bass. Đó, mình đánh cho cái thùng sắt này không thôi. Thì đánh vô cái loa nó để là loa left rồi ha, left right. Đó, mình cắm vô hai cái ngõ này thôi, tức là loa bên trái nè, loa bên phải nè ha. Đó, cắm vô như vậy là đủ. Ok. Là thuộc những cái tất cả những cái thùng sub nào mà nó cái dạng thùng hơi đó ha. Đó, thùng hơi thì nó để gì thì mình cứ cắm vô thôi, input nè. Input là tín hiệu đầu vô nè ha. Đó, rồi trường hợp những cái thùng như vậy đó thì mình sẽ làm cái video cắt ra chế cho anh chị em xem ha. Đó, mấy cái thùng như vậy thì nếu mà nó có hư cái gì đó vẫn xài được hết nha. Mình không có cần phải gắn dây vô mấy cái lỗ dây đặc biệt của nó như vậy đâu. Đó, không cần ha, không cần. Đó, chơi câu trực tiếp vô trong cái loa luôn. Thì cái video đó mình trước đây mình cũng có chia sẻ cái cách đó rồi. Đó, trường hợp những cái dòng loa này như là loa Bose Acoustimax 5 ha, Series 2 nè. Đó, như vậy thì mình cứ cắm vô thôi, input nè. Đó, input nè, cái loa trái, loa phải nè ha. Đó, loa phải, loa trái gì nó như nhau thôi. Đặt bên trái, đặt bên phải thôi ha. Đó, cộng thì cắm vô cộng, trừ cắm vô trừ. Ok, từ cái âm ly ra là đánh thôi ha. Rồi mình sẽ lấy một cái thùng như vậy mình cắt, mình chế. Thường như những thùng loa này thì dễ tháo lắm. Ở ngoài sau nó có 4 con ốc ha. Đó, 1, 2 nè, 3, 4 nè. Mình tháo 4 con ốc ra. Bốn ốc gì thôi ha, rất là đơn giản luôn. Nhiều anh chị em có những cái thùng như vậy á, có những cái thùng như vậy nhiều khi lại nghĩ là không có dây, không có đủ bộ đó, rồi thành ra là mình cứ để chờ đó hoài đó, trong khi là nó là cả một cái thùng loa bass mà mình cứ ấy thôi đó. Cứ tháo ra vậy ha. Ở đây á, nhìn anh chị em sẽ thấy cái cục ấy nè, cái cục dây đồng nè ha, cục dây đồng nè. Thì mình cứ nhìn ở bên trong này nó có một cái cặp dây để nó đi vô trong ha. Đó, cặp dây vô trong thùng có nghĩa là nó câu vô cái loa. Thì tất cả những cái thứ gì đó, tín hiệu đi vô trong này để mà nó nắng ra ha. Nó nắng ra bát, nó ra những cái tần số riêng cho bát thì nó cấp vô trong đó thì mình... không cần dùng cái bộ này nữa, tại vì mình đã dùng cái tín hiệu ra từ âm ly rồi ha, cho nên là mình cứ cắt cái dây này ra. Ok. Đó. Cái dây này thì nó cắm vô đây ha, này tại video trước mình có làm một video trước cho anh chị em xem rồi, thì sẵn mình lấy cái loa này mình chỉ luôn. Chứ nếu mà mình cắt thêm cái nữa thì nó thành ra bỏ hai cái ha. Đó, thì cái đầu dây này nè, nó cắm xuống đây. Ha, đó, nó cắm xuống đây. Miễn là anh chị em tìm thấy cái cặp dây loa này nè, nó đi vô trong đó ha, vô trong cái thùng á là nó đó ha. Ok. Nó vướng như đây nè, nó là nó đó. Thì mình cứ cắt ra thôi, cắt ra và mình lấy hai cái đầu dây này cũng là dây dây cộng dây trừ ha, dây đỏ là cộng, đen là trừ. Đó, rồi để mình câu vô trong cái ngoài sau cái âm ly á ha, cái dây của âm ly để đánh cái channel B ha. Đó. Rồi đây sẵn mình để như vậy luôn ha, mình quan cầu dây cho anh chị em dễ hình dung. Đây, để mình lọc ra ngoài sau cái em ly cho anh chị em coi cho nó dễ ha. Đó, thì ở đây hiện tại á, là
cái đầu đĩa đó ha, đầu đĩa hoặc là DVD phát tín hiệu xuống nè ha. Phát tín hiệu xuống thì mình input vô đây rồi, đúng không ạ? Đó, input ha, vô chỗ aux ha, auxiliary nè. Đó, chỗ aux nè. Đó. Lấy tín hiệu vô đó ha. Còn bên đây á thì âm ly nào mà nó để speaker A hoặc là B đó ha, channel nó để channel A hoặc channel B đó thì mình cứ cắm vô, mình cho nó đánh một cái channel. Đó, nó đánh một channel là để cho đánh lấy cái tiếng nhạc ha. Đó, lấy cái tiếng nhạc. Rồi một cái channel dưới còn dư đó, B đó thì mình đánh cho cái sub. Ok. Đó, cho cái sub. Thì ở đây mình đánh cái kênh cái channel ha. Đó, đây cho loa trái loa phải nè. Ở đây thì cũng loa trái loa phải ha, một cặp riêng. Đó, mình đánh cho một channel này cho cái thùng sub. Thì ở đây mình đánh chỉ có một ấy thôi. Ok, nếu mà hai thùng sub thì câu vô hai cái này, nhưng mà đâu cần thiết phải câu hai thùng sub đâu. Một thùng sub là đủ rồi ha. Đó thì cái dây đỏ nè. Cái dây đó thì mình sẽ câu trong cái thùng thùng loa sub. Để mình gắn cái camera lên nha. Đó, nguyên sao thùng loa nè ha. Dây đỏ thì lúc nào mình cũng cắt cho nó dài hơn hết ha. Mình dây trừ thì cắt cho nó ngắn hơn, cho nó khỏi bị chập, cháy âm ly. Thường mình hay làm như vậy ha. Đó, mình cứ câu vô đây thôi. Đó. Đỏ vô đỏ, đen vô đen. Đừng có để cho nó chập ha. Cái này là tại mình làm để cho anh chị em nhìn cho nó dễ. Chứ đúng ra là mình làm nó đậy cái nắp vào lại ha. Đậy nắp ngôi sao rồi lại cho nó đàng hoàng. Chỉ có khoan cái lỗ nhỏ nhỏ để mình đút cái dây này vô thôi. Cho nó đẹp. Giấu cho đẹp thôi. Chứ không có để lộ liễu như gì. Nhưng mà quay video để cho anh chị em dễ coi đó. Đó thì để cái thùng vô đó. Ok, bắt đầu nghe sẽ thấy âm thanh nó khác, một trời một vực ha. Rồi nói cái này một chút, khi mà mình tại vì nếu mà mình xài có cái cặp loa nhỏ này không đó ha, đó, xài cái cặp loa nhỏ này không đó thì mình cắm vô channel, ví dụ nó để là channel A ha. Đó thì mình bấm vô channel A. Đó ngôi sao đó. Còn cái này là nó vừa là cái âm ly này á, thì đặc biệt đó là nó có để là cái remote ha. Đó. Nó để cái chữ remote tức là nó để cho đánh cho channel no B đó ha. Đó thì mình cắm cho cái này nè. Cho cái thùng sub nè, đó. Thì ở đây mình phải mở luôn ha, mở luôn tức là nó đánh cho hai channel luôn là bốn loa đó. Thì tuy nhiên là chỉ có hai cái loa nhỏ và một cái thùng thì nó là ba loa thôi ha. Đó. Thì mình bấm vào luôn thì nó mới lên ha. Rồi bây giờ mình mở lại cái bài nhạc số 8 hồi nãy nè. Ok. Đó. Bây giờ là cũng để y chang như vậy ha, cũng volume cũng khoảng số 10, bass drop cũng để đó, chừng nào mình tăng lên thì tính sau ha. Hiện tại bây giờ mình để số 8, mình bấm cho nó play đi. Để hát bài số 8 nha. Nghe khác chưa? Nghe kinh 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 liền không? Đó. Có cái gì đâu ha. Nhiều người mua những cái loa đắt tiền mà không biết sử dụng cũng như không thôi à. Thấy có bass vô nó hùng vĩ chưa? Nghe đại đặng ha. Kinh 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 ha. Đó, rất là hay. Nghe kinh 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 đã không ha.
Đó, muốn thêm trip thì thêm, muốn thêm bass thì thêm ha. Mà nhiêu đó là mình thấy nó đập là nó cũng là rêm nhà rồi đó ha. Nếu mà bass nhiều á thì mình bớt bass tí xíu ha, bớt bass xuống đó. Còn mà muốn thêm bass thì mình vặn lên. Ok, đó, đập rêm nhà luôn. Nghe tiếng ẹ ẹ luôn đó ha. Ok, thêm treble lên thì thêm. Miễn là mình chỉnh mình nghe cho nó đều hai cái từng âm bass với lại treble đó ha, mình nghe cho nghe vừa lỗ tai là ok rồi ha. Khác liền ha. Cho nên là nếu mà mình dùng cái cặp loa nhỏ đó không, mình nghe nhạc thì bình thường nó thiếu thiếu bass ha. Đó thì mình muốn thêm bass thì mình gắn thêm cái thùng vô, kiểu như mình nói nãy đó ha. Đó, như vậy thôi là mình xài được cái thùng này, không cần phải là dây đặc biệt hay là âm ly đặc biệt cho những dòng loa này ha. Đó, đập nghe rất là hay. Mình đang ngồi giữa trung tâm hai cái loa với lại loa bass đó, mình nghe nó rất là đã ha. Đó, kinh 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 rất là đã. Rồi, tắt. Đó, nghe đã không? Đã ha, có bát đồ vô nghe nó ấm cúng ha. Tiếng đồ này nghe nó kêu nó khác thường liền. Ok. Rồi thì đại khái là như vậy đây ha. Video tới đây là hết. Hẹn gặp anh chị em ở những video sau nha. Bye bye. Đó, dàn loa nhỏ 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 thôi, nhưng mà gắn thêm cái cục sub vô nữa thì nó đầy đặn ha, nghe nó rất là hay. Đâu cần gì phải 30-40 nghìn đô đâu ha. Cục loa này hồi mình mua cũng hình như 30 mấy đô à, 35 đô thì phải. Đó. Rồi, hẹn gặp anh chị em những video sau nha. See you ngày mai.